Kính chào quý vị và bà con. Bà con đang theo dõi chương trình Khuyến Nông được phát sóng trên kênh VTC16. Chương trình sẽ cập nhật những thông tin nông nghiệp đáng chú ý, giới thiệu tới quý vị và bà con những mô hình kỹ thuật hay, hữu ích trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Và như thường lệ, mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là những thông tin về tình hình sản xuất đáng chú ý. Thưa bà con, còn khoảng 15 ngày nữa mới bước vào vụ thu hoạch chính, nhưng người dân hai tỉnh Hải Dương và Bắc Giang đang rất phấn khởi vì vụ vải năm nay vừa sai quả, xuất khẩu đi nhiều nước nên giá bán cao hơn so với các năm trước. Tại Hải Dương, một số doanh nghiệp đơn vị xuất khẩu đã xuất khẩu 11 tấn vải đạt chuẩn Global Gap sang các nước Anh, Đức, Hà Lan. Dự kiến các doanh nghiệp này sẽ tiếp tục phối hợp với một số hợp tác xã xuất khẩu khoảng 200 tấn vải Global Gap sang thị trường châu Âu trong thời gian tới. Giá thu mua vải tại vườn hiện đang ở mức cao kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây, trong khi đó giá xuất khẩu được dự báo sẽ vào khoảng 600-650.000 đồng một kg. Còn tại tỉnh Bắc Giang, hai ngày qua vải thiều sớm của huyện Lục Ngạn mới bắt đầu thu hoạch. Mỗi ngày huyện Lục Ngạn bán trên 75 tấn vải thiều với giá 28-35.000 đồng một kg. Giá bán vải thiều sớm năm nay ở huyện Lục Ngạn cũng cao hơn so với năm ngoái. Hiện nay, Việt Nam có nhiều mặt hàng có thế mạnh xuất khẩu như các loại trái cây nhiệt đới, thủy sản, gạo và nhiều sản phẩm nông sản khác. Với lợi thế cả về đường bộ và đường biển, Việt Nam đang là nước xuất khẩu trái cây lớn đứng thứ 3 tại thị trường Trung Quốc sau Thái Lan và Chile. Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu trái cây của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đạt 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 9% so với năm 2020, chiếm tỷ trọng 7,15% thị phần về giá trị nhập khẩu trái cây và sản phẩm trái cây của Trung Quốc. Trong quý 1 năm nay, xuất khẩu trái cây của Việt Nam sang thị trường này cũng đạt 460 triệu đô la Mỹ, tăng gần 74%, chiếm gần 10% thị phần. Số liệu phía Trung Quốc cũng cho thấy, mỗi năm lượng trái cây thị trường này tiêu thụ ước khoảng 270 triệu tấn, trong đó trái cây tươi là khoảng 126 triệu tấn và trái cây đã qua chế biến là khoảng 36 triệu tấn. Đây được cho là dư địa rất lớn cho trái cây Việt Nam nếu các doanh nghiệp, hợp tác xã đáp ứng tốt các quy định yêu cầu của Trung Quốc đối với hàng nông sản thực phẩm nhập khẩu như tiêu chuẩn chất lượng, kiểm nghiệm kiểm dịch, bao bì và truy xuất nguồn gốc. Thưa quý vị và bà con, tỉnh Bến Tre là vùng nguyên liệu dừa lớn nhất cả nước. Gần đây, sâu đầu đen gây hại trên vườn dừa tại địa phương có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng ngàn hộ trồng dừa. Ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre đang tập trung các giải pháp phòng trừ loài sinh vật ngoại lai gây hại, trong đó ưu tiên các giải pháp sinh học nhằm đảm bảo an toàn với môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm cho vùng dừa nguyên liệu. Bến Tre là địa phương có diện tích trồng dừa lớn nhất cả nước với khoảng 78.000 hectare, chiếm 50% diện tích dừa của cả nước. Dừa là cây trồng chủ lực nên khi sâu đầu đen xuất hiện, gây hại với diện tích lớn đã ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập, đời sống của người dân. Hiện toàn tỉnh có gần 1.000 hectare dừa bị sâu tấn công. Thời gian qua, người trồng dừa đã phun thuốc hóa học nhưng dịch hại vẫn tái phát và ảnh hưởng đến môi trường. Vì vậy, mới đây, tỉnh đã phối hợp với trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu nhân giống và phóng thích ong mắt đỏ Trichogamma. Mục đích là tìm và ký sinh vào trứng sâu. Sau 7 ngày, trứng sâu nở ra ong mắt đỏ. Sau đó, ong ký sinh sẽ tiếp tục đi tìm trứng sâu đầu đen để ký sinh. Từ đó tạo thành quần thể ong ký sinh trên các vườn dừa bị nhiễm sâu. Mỗi ong cái có thể tiêu diệt từ 50 đến 100 trứng sâu. Dự kiến, lượng ong phóng thích khoảng 75.000 ong ký sinh trên 1 hectare. Đến nay, hầu hết diện tích khoảng 60 hectare vườn dừa bị nhiễm sâu đầu đen đầu tiên đã khôi phục rất tốt. Thiên địch tại chỗ được bảo vệ và tăng mật số. Các tàu lá mới không còn bị sâu gây hại đã xanh tốt trở lại. Thưa quý vị, thưa bà con, với mục tiêu hướng đến phát triển chăn nuôi bền vững, thân thiện với môi trường, thông qua việc áp dụng công nghệ sinh học, thời gian vừa qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo ngành chuyên môn, các địa phương khuyến khích người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia mô hình sử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi lợn. Mô hình đang hứa hẹn một bước phát triển mới, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời giải quyết được bài toán ô nhiễm môi trường đang gây nhức nhối tại nhiều địa phương. Đây là mô hình trang trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học do Tập đoàn Quế Lâm và Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia phối hợp xây dựng. Với mục tiêu, đây sẽ là mô hình điểm để bà con chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và bà con chăn nuôi nói chung cùng học hỏi và nhân rộng. Và chúng tôi cho rằng đây là một cái cẩm nang để người sản xuất nông nghiệp hữu cơ
từ đó tham khảo và thực hiện theo các cái quy trình này thì cái sản xuất nông nghiệp hữu cơ nó sẽ đi vào cuộc sống một cách nhanh hơn. Đây là một bữa ăn cho lợn được cán bộ kỹ thuật của tập đoàn Quế Lâm chuẩn bị. Thành phần thức ăn cho lợn là các sản phẩm có nguồn gốc từ hữu cơ và được ủ lên men trước khi cho lợn sử dụng. Thì nguyên liệu chính của nó là cám gạo, đậu tương, bắp ngô và một số những phụ gia khác, thì trong đó đặc biệt phải có men vi sinh. Thực hiện một cái việc là như này, trước khi cho con lợn ăn thì phải thực hiện ủ. Thì với mùa hè thì chúng ta ủ trước khi cho ăn là 24 tiếng. Mùa đông ấy là ủ 36 tiếng trước khi cho ăn. Khi nào chúng ta theo cái tỷ lệ cứ 1 cân cám này thì 0,6 lít nước trộn đều và chúng ta cho vào những cái xô như này. Thế thì sau 24 tiếng thì cái này vi sinh vật hoạt động nó làm cho cái này nóng lên và bắt đầu có mùi thơm của bia rượu. Thế là bắt đầu chúng ta cho ăn. Nó sẽ đảm bảo được cái tiêu hóa của con lợn nó rất tốt. Vì trong này có vi sinh vật, con lợn không bao giờ bị bệnh đường ruột cả. Cho nên là con lợn nó rất khỏe. Và cái vi sinh vật này khi con lợn nó ăn vào trong đó thì nó tiêu hóa gần như triệt để, thải ra chỉ là cái chất xơ thôi. Bên cạnh thức ăn ủ men để đảm bảo dinh dưỡng trong quá trình chăn nuôi lợn, các cán bộ kỹ thuật cũng sẽ định kỳ bổ sung các loại vitamin, khoáng vi lượng cần thiết, đảm bảo cho lợn duy trì được tốc độ phát triển theo đúng quy trình kỹ thuật. Một tháng ấy, thì con lợn nó cũng tăng được 21 cân lợn hơi, trong khi đó chúng ta nuôi bằng cám công nghiệp thì nó cũng chỉ 20-21 cân, chứ không có sự khác biệt. Cái thứ hai về cái tiêu tốn thức ăn thì chúng tôi theo dõi là cứ 1 cân lợn tăng trưởng thì nó cần 2,75 cân thức ăn chăn nuôi. Thế thì đối với các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi thì người ta cũng mất khoảng 2,8 cân, hay từ 2,7 cân cho đến 2,8 cân, thì chúng tôi theo dõi như vậy là cái tương đương nhau. Thế giá thì nó cũng không đắt hơn so với các loại cám công nghiệp khác. Bên cạnh việc ứng dụng chế phẩm vi sinh trong việc ủ trộn thức ăn cho lợn, tại Vĩnh Phúc, phong trào nuôi lợn sử dụng đệm lót sinh học cũng được bà con chăn nuôi áp dụng hiệu quả. Với quy mô chăn nuôi hàng trăm con lợn mỗi lứa, trước đây việc xử lý chất thải chăn nuôi với ông Ba là mối bận tâm lớn. Thế nhưng mọi việc đã thay đổi kể từ khi ông được cán bộ khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc hướng dẫn áp dụng mô hình đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn. Nuôi lợn trên nền đệm lót sinh học, ông Ba đã tiết kiệm được điện nước dưới chuồng, hiệu quả xử lý môi trường cũng cao hơn. Chúng ta nuôi theo cái hướng này sẽ không ô nhiễm xung quanh, bà con có tình cảm với nhau hơn, không nhà nào xả chất thải vào nhà khác và cũng không gây nên cái ô nhiễm trong cộng đồng. Chăn nuôi lợn an toàn sinh học hữu cơ là hướng đi được ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc ưu tiên chú trọng trong thời gian gần đây. Bên cạnh những hỗ trợ kinh phí triển khai mô hình trình diễn từ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, địa phương cũng chủ động đưa ra nhiều quyết sách trong việc tạo điều kiện, khuyến khích các mô hình chăn nuôi hữu cơ phát triển. Chúng tôi tổ chức là khoảng 200 lớp đào tạo tập huấn cho bà con nông dân trên địa bàn toàn tỉnh. Thường xuyên tuyên truyền quảng bá các cái hoạt động nông nghiệp hữu cơ của tỉnh, hỗ trợ cái chế phẩm vi sinh để xử lý cái chất thải trong chăn nuôi. Và hiện nay thì chúng tôi đang triển khai là với tổng tương đương vào khoảng độ 70% cái đàn gà và 30% đàn lợn và 10% đàn trâu bò trên địa bàn toàn tỉnh. Chăn nuôi lợn là một trong những mô hình sinh kế của người dân sống ở vùng nông thôn. Từ hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ đến trang trại và gia trại lớn, sử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi được xem là cách làm hiệu quả, mang lại tính bền vững, giúp người chăn nuôi yên tâm sản xuất. Thưa bà con, sử dụng đệm lót sinh học chăn nuôi là một giải pháp hiệu quả đã được chứng minh trong thực tiễn sản xuất từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, có một thực tế là nếu như đệm lót sinh học đã được nhiều hộ chăn nuôi gà áp dụng phổ biến và thành công, thì đến nay rất ít hộ chăn nuôi áp dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do bà con chưa nắm được những nguyên lý cơ bản trong việc ứng dụng đệm lót sinh học. Và để khắc phục những hạn chế của phương pháp này, làm thế nào để sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn một cách hiệu quả? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi trong phóng sự sau đây. Cơ chế hoạt động chính của đệm lót sinh học là sử dụng nhóm men vi sinh để phân hủy chất thải của vật nuôi ra môi trường.
Khi chất thải chăn nuôi của lợn được thải ra và thấm xuống nền đệm lót, nhóm vi khuẩn vi sinh sẽ tiến hành phân giải, hấp thụ mùi hôi, khí độc trong môi trường chăn nuôi. Ba thành tố quyết định đến hiệu quả của đệm lót sinh học là men vi sinh, chất độn và độ ẩm của nền đệm lót. Đảm bảo được ba yếu tố này, đệm lót sinh học sẽ phát huy được hiệu quả xử lý môi trường một cách tốt nhất. Chủng vi hoạt động nó sẽ khử được cái mùi hôi. Chính vậy cho nên là nếu như người nông dân thực hiện đúng cái quy trình là sử dụng chất để làm đệm lót cùng với men vi sinh thì và thực hiện hàng ngày chúng ta đảo đều được, giữ được cái độ ẩm hợp lý thì toàn bộ cái quá trình chuồng trại chăn nuôi chúng ta sẽ không thấy có mùi hôi nữa. Đầu tiên là việc lựa chọn chế phẩm vi sinh. Bà con nên lựa chọn chế phẩm vi sinh được sản xuất bởi công ty có uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đã được các cơ quan chức năng thẩm định về chất lượng hiệu quả. Lưu ý tiếp theo, bà con cần lựa chọn nguyên liệu để làm đệm lót. Trước đây đã có rất nhiều đơn vị làm cái chất để làm đệm lót, làm một cái mùn cưa. Làm cái mùn cưa thì vi sinh vật nó rất khó hoạt động, cho nên là nó không khử cái mùi hôi. Thì ở đây cụ thể là Quế Lâm là làm bằng những cái chấu, vỏ chấu nghiền, những cái thân cây lạc, thân cây ngô, rồi những cái cùi ngô ở bên trồng trọt bỏ đi. Thì chúng tôi thu mua về chúng tôi nghiền mịn ra và đưa vào làm cái chất để làm đệm lót và sau đó đưa cái men vi sinh lactoporen này vào. Độ ẩm là yếu tố quyết định đến hiệu quả của đệm lót sinh học. Chính vì thế, trong quá trình sử dụng, bà con cần lưu ý đảm bảo độ ẩm của đệm lót sinh học từ 30 đến 40%. Nếu như với bà con cứ nói rằng cái thủy phần ấy 30% hay 40% thì bà con cũng khó không ước được, thì chúng tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp những cái hộ chăn nuôi lần đầu. Cái cách chúng tôi kiểm tra rất đơn giản là chúng tôi dùng tay để chúng tôi nắm cái đệm lót này lên. Đấy, dùng cái tay chúng ta này, nếu chúng ta nắm chặt vào, khi chúng ta bỏ ra mà cái nắm này bắt đầu nó chặt lại với nhau thì đây là độ này quá ẩm thì bắt buộc là không được nữa. Khi nắm vào mà nó lại có hiện tượng là nước nó nhỏ giọt ra cái kẽ ngón tay này hoặc là cái viên này nó tròn lại thì chứng tỏ là độ ẩm cao. Là nếu ướt thì lại cho thêm một bao chấu nữa vào. Đấy, nếu mà nó khô thì cho thêm nước. Quá trình lên men của vi sinh vật trong nền đệm lót sẽ sinh ra nhiệt làm nhiệt độ chuồng tăng cao, thông thường ở mức từ 30 đến 40 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ thích hợp để lợn phát triển là khoảng từ 28 đến 30 độ C. Đây là điểm hạn chế thường được nhắc đến khi sử dụng đệm lót trong chăn nuôi lợn vào giai đoạn mùa hè. Để khắc phục điều này, khi làm đệm lót, bà con nên lưu ý không rải đệm lót khắp chuồng nuôi. 70% diện tích sàn chuồng sẽ được làm đệm lót, 30% diện tích còn lại sẽ được để nền bê tông, có gờ ngăn cách với nền đệm lót để bà con có thể dễ dàng dùng nước chống nóng cho lợn trong giai đoạn mùa hè. Lợn sau khi lên trên bệ bê tông để nó ăn, còn lại nó nằm hết ở dưới cái đệm lót này. Đấy, cho nên đây là cái quá trình mà chúng tôi theo dõi là nó tạo ra một cái nhiệt độ là vừa phải đối với thân nhiệt của con lợn. Theo các nhà chuyên môn tính toán, cứ 10 con lợn sẽ sử dụng khoảng 700 kg đệm lót sinh học, trong đó sẽ sử dụng hết khoảng 4 kg men vi sinh. Trong đó, 70% lượng men vi sinh sẽ được đưa vào nền đệm lót từ đầu lứa nuôi. Phần còn lại sẽ được bổ sung trong suốt quá trình chăn nuôi, phụ thuộc vào lượng phân thải trong chuồng nuôi lợn. Thông thường bà con sẽ bổ sung men vi sinh vào nền đệm lót ở cuối chu kỳ chăn nuôi, khi lượng phân thải trong chuồng nuôi ở mức cao nhất. Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi đã khép lại chương trình khuyến nông ngày hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.